đen trùng xe nhằm đoạt thế công. Đỏ lên sĩ. Đổi lại. Như đỏ đi xe 2 tiến 5. Cờ đen ưu thế. Như đỏ, sĩ 6 tiến 5. Đến đây, đỏ có hai cách đi quân. Một là tốt 7 tiến 1. Và hai là xe 2 tiến 5. Cách đi thứ nhất của đỏ, tốt 7 tiến 1. Đỏ ăn tốt, nước cờ đơn giản, rõ ràng. Đen xe 4 tiến 4. Đổi lại, như đen đi xe 3 bình 1. Cờ đỏ dễ đi. Như đen lên xe kỵ hà. Đỏ ăn mã. Đổi lại, như đỏ đi tốt 7 tiến 1. Đến đây, cờ đen có hai khả năng. Như đen đi. Cờ đen tiên thủ. Còn đen đi. Cờ đỏ ưu thế. Như đỏ pháo 7 tiến 3. Đỏ ăn pháo. Đổi lại. Như đỏ bay tượng lên đầu. Cờ đen chờ lùi xe bắt pháo. Cờ đen ưu thế.
Như đỏ, mã 3 tiến 5. Đỏ C2 tiến 7. Đổi lại, như đỏ đi C2 tiến 8. Cờ đen tiên thủ. Như đỏ tiến xe bắt pháo. Cờ đỏ chờ. Tướng 5 bình 6. Cờ đỏ tiên thủ. Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Cờ đỏ tiên thủ. Cách đi thứ hai của đỏ là C2 tiến 5. Đỏ lên xe kỵ hà là bỏ trước lấy lại sau. Nước cờ bị đánh giá là yếu. Đen tốt 3 tiến 1. Ngoài ra, đen có hai khả năng khác. Một là đen đi tốt 5 tiến 1. Đến đây, đỏ có hai khả năng.
như đỏ đi. Cờ đỏ tiên thủ. Có như đỏ lùi xe. Cờ đen tiên thủ. Hai là đen đi xe 4 bình 3. Đỏ lại có hai khả năng. Như đỏ đi. Cờ đỏ ưu thế. Có như đỏ đi xe 9 bình 7 giữ mã. Cờ đen tiên thủ. Như đen tốt 3 tiến 1. Đen nhảy mã lên hà. Đổi lại, như đen đi tốt 3 bình 2 ăn pháo. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 3 tiến 4. Đỏ pháo 5 bình 6. Đổi lại, như đỏ đi pháo 8 tiến 5. Cờ đen tiên thủ. Như đỏ pháo 5 bình 6.
Cờ đen tiên thủ. Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Cờ đen tiên thủ. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận thuận pháo.